Thưa xin chào anh Duy Nguyễn, chào tất cả các bạn đang theo dõi chương mục hỏi đáp của chúng ta ngày hôm nay số 556. Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Maskiner là một trong những sản phẩm giúp cho chúng ta tăng cân và tăng cơ. Nhưng mà có một số bạn thì sử dụng Maskiner lại có trường hợp là tăng cơ, giảm mỡ. Nhưng ngược lại có một số bạn dùng Maskiner thì lại bụng hơi tròn một tí. Thì anh Duy nghĩ sao về vấn đề này? Tại sao lại có hai kết quả khác nhau như thế? Chuyện rất là bình thường, không có gì nghĩ các bạn ơi. Mỗi người á, khi mà sử dụng đâu phải một sản phẩm quy định tất cả. Đó, sử dụng xong rồi cái thái độ ăn uống của bạn như thế nào và cái cách bạn tập luyện như thế nào thì nó quy định ra những cái kết quả khác nhau. Đó, bây giờ bạn một người A uống vào nằm ngủ, người B uống vào đi tập tạ, người C uống vào đi tập sức mạnh, thì ba cái kết quả hoàn toàn khác nhau. Đó là chuyện này rất bình thường, không có gì để nghĩ cả. Vậy có thể nói là thực phẩm bổ sung thì nó chỉ đóng một cái vai trò phụ thôi và nó cũng chỉ làm những chức năng của nó thôi. Nhưng mà trong chế độ tập luyện của bạn thì bạn còn có những cái dinh dưỡng hàng ngày khác nữa, nó cũng quyết định đến body của bạn chứ không phải là thực phẩm bổ sung là quyết định 100% body của bạn, đúng không ạ? Đúng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào câu hỏi 1205, một câu hỏi của bạn cũng có nhắc đến việc sử dụng mask. Chào anh Duy và chị Hương, lần trước thì em có hỏi anh Duy là em là tạng người skinny fat, có dùng Maskomat và kết quả là bụng siêu to. Anh có lời khuyên là em là nên bỏ mask và cardio, nhưng hiện tại em vẫn còn đang ốm, chỉ có cái bụng là to. Em cao 1m74, nặng 59kg. Vậy theo anh thì em có nên cardio hay không? Và cardio như thế nào là hợp lý nhất đối với em? Em tính chuyển sang whey để phục hồi cấp cứu sau tập là có hợp lý nhất không? Hay là có cần bổ sung thêm thực phẩm bổ sung nào khác không? Em đang phân vân giữa Edit Whey và Whey Core. Mong anh chị tư vấn. Bây giờ nếu mà bạn nói bạn còn nhỏ như vậy thì bạn xài mask đúng không? Xài mask và bạn xài bụng bự. Thì giờ bạn chuyển qua thử một hộp Whey Core đi. Whey Core chất lượng tốt hơn nha bạn. Bạn chuyển qua một hộp Whey Core xong bạn xài thêm Pre-Workout nữa. Bạn hai sản phẩm nha. Whey Core và Pre-Workout. Tập tạ bình thường, cardio vẫn bình thường nhưng mà xuyên tập bụng chút. Xuyên tập bụng chút, đó là cái cách mà có thể là anh nghĩ là nó hợp lý nhất bạn trong hoàn cảnh này. Tất nhiên cái tạng người skinny fat là cái tạng người mà xấu không ra xấu mà đẹp không ra đẹp. Nó bị khó giữa thì bây giờ mình phải xác định cái mục tiêu nào quan trọng thì mình làm mục tiêu đó trước, và trong cái giai đoạn này mình đừng có nghĩ tới chuyện nó đẹp vội đã. Từ từ nó đạt được cái mục tiêu của mình rồi xong rồi mình đục đẽo tiếp thì nó sẽ dễ dàng hơn. Vấn đề dinh dưỡng và vấn đề kỹ thuật thì là hai vấn đề đóng vai trò rất quan trọng trong chế độ xây dựng vóc dáng của chúng ta. Đặc biệt là đối với những bạn mà mới vào phòng gym, các bạn mới tập thì thường là kỹ thuật là vô cùng quan trọng. Cũng là một trăn trở của bạn có câu hỏi 12106. Em mới tập thể hình được gần 1 tháng, em tập bài đẩy ngực nằm. Nhưng không hiểu là bị lỗi gì mà giữ tạ không được thăng bằng hay bị đung đưa. Vì mới tập nên em chỉ tập tạ tổng hai bên là 10kg. Xin hỏi có phải là do em chưa quen bài tập đó hay do lỗi kỹ thuật mới bị đung đưa dẫn đến không cân bằng được không? Nói chung lỗi là lỗi kỹ thuật, lỗi bằng yếu. Yếu mới đung đưa. Chứ nếu mà mạnh đung đưa gì? Mà nó yếu, tại sao nó yếu? Tại nó quá nặng với bạn. Mà giờ bạn để cái không đi, nó có đung đưa hay không? Bạn để cái không mà nó không đưa thì bạn lên 5kg bên. Khi nào mà nó vẫn còn không đưa thì bạn tập, còn đung đưa thì bạn bỏ. Đó, tại bạn ham tập nặng thì nó quá sức của bạn, rồi bạn yếu nữa thì nó đung đưa thôi chứ có gì đâu. Từ từ luyện công đi thì nó mới cải thiện được vấn đề này. Thời gian nha bạn. Các bạn thân mến, là nếu như trước đây thì chúng ta hay gặp tình trạng là các bạn nam giới hay sợ là khi chúng ta gánh đùi thì sẽ bị lồn. Nhưng mà ngày nay với phong trào của gym thì các bạn thấy rằng là trong các phòng tập gym đã xuất hiện thêm rất là nhiều cô gái. Và các cô gái đặc biệt là cũng rất quan tâm đến phòng bao của mình, họ cũng gánh đùi rất là nặng. Nhưng mà cái nỗi trăn trở mà gánh đùi ở lứa tuổi còn vị thành niên hay là lứa tuổi là dưới 18, các bạn vẫn còn trăn trở là gánh đùi thì liệu có bị lồn không, thì nó đã không còn là một áp lực đối với nam giới nữa mà ngày nay nó cũng chuyển sang cả nữ giới nữa rồi. Thì câu hỏi của một bạn nữ giới với câu hỏi 12107. Em năm nay 17 tuổi, cao 1m65, nặng 50kg. Em muốn anh chị có thể cho em bài tập nào mà tăng cân tăng cơ được không? Với cho em hỏi là nếu tập gánh tạ deadlift thì có bị lùn không? Vì em muốn cao cho nên sợ. Thì chắc là đối với những câu hỏi mà chúng ta gánh đùi hay deadlift có bị lùn hay không thì xin mời bạn trở về với những câu trả lời tương tự của anh Duy trong quá khứ dành cho các bạn nam giới, đúng không anh? Nó sẽ không lùn đâu bạn ơi. Nhưng mà nói chung là ở những cái bài tập như gánh đùi và deadlift là những bài tập nặng. Những bài tập nặng thì bạn chú ý tới kỹ thuật. Chú ý tới kỹ thuật để nó tổn hại vùng nào của cơ thể. Ví dụ khi bạn tập tạ mà nó tổn hại tới cơ chả vấn đề cả. Tập tổn hại tới cơ nó sẽ phục hồi không sợ. Nhưng mà tổn hại tới sụn á, hoặc là tổn hại tới cái xương thì cái đó nó mới sợ. Tổn hại tới sụn và tổn hại tới xương mà không phục hồi kịp thì lâu ngày nó sẽ thoái hóa. Nó thoái hóa nó ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Đương nhiên sụn với xương nó có một phần ảnh hưởng tới chiều cao bạn. Đó.
Đó, nên vấn đề đó thì có ảnh hưởng hay không á, thì không không thể nào trả lời quả quyết là ừ không. Ủa nếu bạn tập sai rồi sao? Nếu bạn tập sai nó có chứ. Nó nên vấn đề vẫn phải chú ý là cái kỹ thuật tập luyện nó phải an toàn, không tập quá sức. Anh khuyên thật sự không tập quá sức. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo, câu hỏi của một bạn Zimmer. Em xin lỗi trước vì câu hỏi ngoài lề tí nha, mong anh chị thông cảm. Anh Duy cho em hỏi anh đã từng xài mô tô và cảm nhận của anh như thế nào? Có gặp khó khăn gì không? Em rất là thích mô tô và tính gom góp đủ tiền để mua chiếc Z8000 cũ, nhưng trước giờ chưa đụng một chiếc mô tô nào. Z800. Nhưng trước giờ chưa đụng một chiếc mô tô nào, cũng không biết làm sao. Anh có tư vấn cho em một ít được không? Có thể nói là Zimmer mà chúng ta đã tập để có một thân hình cơ bắp mà lại đi chung với một cái chiếc xe mô tô đó thì nó rất là style phải không anh? Đúng rồi. Cái đó thì anh cũng nói trước, ngày xưa đó khi anh tập tạ đó thì nói về xe cổ anh sẽ chọn xe nào trước? Anh sẽ chọn mô tô trước. Còn cái việc xe hơi á thì đương nhiên là nó thể hiện cái phong độ, cái đẳng cấp và độ tiện nghi, thì cái việc đó chắc chắn là phải có. Nhưng mà đường xá với phần chính sách giờ anh cảm thấy chưa thoải mái lắm để anh mua đó, thì anh mua mô tô chứ mà anh cũng chẳng có đi. Cái tháng nay dựng trong nhà trùm mền bạn bụi rửa 3 lần rồi đó, đi rửa 2-3 lần rồi đó mà chưa có chạy. Vậy anh muốn chia sẻ điều gì với bạn đây đó, nên nếu mà bạn thường xuyên bạn chạy xe thì bạn mua mô tô rất là lời. Tại sao? Tại vì thứ nhất là bạn đi ra đường là ta chú ý bạn liền. Giờ chưa kể bạn tướng đẹp tướng xấu, ta nhìn thấy mô tô ta chú ý cái xe trước rồi lên tới cái người đó. Đó là một lợi thế của bạn. Thứ hai là nó chạy xe nó an toàn hơn, nó an toàn rất là nhiều. Nếu mà bạn đừng có gọi là thuộc dạng đua xe hay là thuộc dạng mà chạy để chứng tỏ thì đó thì không sao cả. Bạn chạy xe nó rất an toàn. Thứ nhất là bạn ngại mô tô, người ta không dám chạy gần bạn, người ta không dám chạy gần bạn thì không có vướng víu va quẹt đó. Và cái thứ hai là xe nó tương đối nó nặng nên nó chạy cái tốc độ cái độ đầm xe nó tốt hơn so với cái xe nhẹ. Mấy cái xe nhỏ nhỏ chứ nó dễ gây tai nạn lắm bạn. Còn xe nặng nó thiết kế rất là an toàn đó, bạn chạy đúng tuân thủ đúng luật pháp, chạy đúng tuyến, đúng tốc độ, đúng vận tốc, không rú ga, không có thay bô thay biết gì cả. Đó. Anh mà chạy xe anh tôn trọng lắm, xe của anh nguyên thủy là anh chơi nguyên thủy, anh không thay cái gì cả, anh không có độ xe đó. Và cái nữa đó là bạn có đi ăn đi uống á, thì thoải mái chỗ ghế xe nữa. Bạn đậu đâu cũng được cả đó. Tại vì thứ nhất thứ sau cái xe bạn không ai lấy hết á, lấy chạy cũng được đó, lấy chạy được thì siêu trộm thì không biết sao. Chứ còn bây giờ mà trộm thường á, thứ nhất là dắt xe dắt cũng đuối nữa, và thứ hai nữa là không đúng chìa khóa nó không nổ, nó vẫn đi được mà không nổ. Hà Nội cái trong lúc mà mình trộm á là mình cần nhanh liền đúng không đó. Dẫn cái xe thôi là nó thấy mệt rồi đó. Mà cái bữa hỏi mà anh có một lần sơ suất là mất chìa khóa, anh quên thôi mà anh mất, anh chết mồ rồi, mới có hai chìa, mất anh chìa luôn, mất luôn chìa kia sau đi trời. Xong anh gọi điện thoại ra hãng, nói giờ sao giờ em anh mất cái chìa rồi. Cái nói anh cho em cái số Siri đi, em qua Malaysia em làm lợi, có chìa khóa thôi đó, qua Malaysia làm lợi, hỏi làm có tốn tiền mà anh có anh mà anh nghĩ chắc không mất đâu. Xong hỏi ra nhiêu anh, 15 triệu. Nói thôi từ từ để suy nghĩ cái chìa khóa không, 15 triệu thôi sao mất vậy. Cái nói tại vì anh biết sao, Kawasaki á thì giờ cái chìa đó, trong chìa nó có con chip, có một chip điện tử nó gắn chung với cái máy cái xe gì đó không biết. Khi mà cái chip đó nó tiếp xúc với cái xe đó, nó bật lên nó mới nổ. Còn bình thường mấy cái khác á, nó không nổ thì nó không chạy gì đó. Anh nghe phức tạp, đúng là công nghệ có khác thôi kệ đó, mà may mắn sao anh tìm được cái chìa đó anh khỏi làm. Nên cái việc chạy xe mô tô so với những cái xe máy bình thường nó rất là an toàn, hầu như không có bị lấy. Ta lấy ta khó xài giống vậy đó. SH đi lăn thì dễ, cúp kiết gì đó bán rẻ được 2-3 triệu. Nhẹ tay lách cũng dễ đúng không? Trong lúc mà mình chạy trốn là mình lách người khác nó cũng dễ. Còn đi vào anh đi mô tô mà anh trốn là anh đứng đằng xa, mấy người xung quanh người ta nghe thấy tiếng hết. Với phần coi mình chạy đúng tốc độ, công an cũng ít thổi. Tại vì người ta cũng có nhiều nguyên nhân nhạy cảm mà người ta không thổi mà. Người ta cũng sợ đúng không? Gặp mấy người ta chơi xe thiệt, người ta gọi là mấy cái tay mà đua xe đó, người ta đâu có sợ gì đâu, thổi nó đụng luôn. Mà kiểu như xe bình thường, xe máy đụng là vô bệnh viện, chứ còn xe mô tô đụng là vô bệnh không hòa đó, nên người ta cũng ngại cái vấn đề đó. Nói chung là anh không cổ xí các bạn chạy xe tầm bậy tầm bạ nha. Chạy xe là phải tuân thủ pháp luật đàng hoàng, tại vì tính mạng của mình trên đó, mà còn tính mạng người đi đường nữa đó. Khi các bạn chạy, bạn thử xe trong thành phố mà các bạn thử xe giá 800 của bạn là 800 phân khối đó các bạn, mà để rùng cái nó chạy, các bạn thắng kịp rùng rớt bùm cái vô, không nói chuyện đâu xa cả, vô trong cái bà bán trái cây thôi. Bà bán trái cây không sao cả, bạn ăn cho hết xe trái cây nữa nha. Nên cái việc chạy xe các bạn, chơi xe nó khác, chơi xe tùy vào phong cách người chơi. Có người ta chơi xe thể hiện, và có người ta chơi xe chúng ta phải thẩm mỹ thôi. Anh là xu hướng về thẩm mỹ.
đó, anh chạy cái xe đẹp, anh body anh đẹp, anh chạy trên xe đẹp, đó là niềm kiêu hãnh của anh đó. Các bạn có thể nói là anh chảnh anh sau đó, nhưng mà anh có cái niềm tự hào của anh so với những năm 10 năm trước, anh khác, giờ anh khác. Thì với cái niềm tự hào đó, anh thích cái mẫu xe mô tô hơn so với những cái xe SH đi răng, cũng như ví dụ như giờ mô tô rẻ cũng 200 mấy chục triệu, 100 mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu cũng có. SH đi răng cũng như đó tiền, nhưng mà để hai cái hai bên thì cái nào như cái nào, nỗi kia là nhìn tướng men là hầm hố hơn nhiều rồi đó. Em thấy anh Duy chia sẻ mô tô rất là sung, chắc là anh Duy rất là quý xe mô tô. Thương cả thương, mua chiếc mô tô lùng chạy cũng được các bạn, mô tô nhỏ thôi, mô tô chừng 150 phân khối thôi, chạy bao men, chạy nhìn nó lạ. Thứ nhất có lạ, và thứ hai phong cách sống ở trên đời, phong cách rất là quan trọng nha các bạn. Thế các bạn phải định hình rõ phong cách của mình là phong cách nào, còn các bạn cứ trầm lắng trong bao nhiêu dòng người đó thì các bạn sống được nhưng mà không phát triển được. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 12109 có nội dung gần giống câu hỏi mã số 923 trong hỏi đáp hình số 86. Câu hỏi 12110, câu hỏi nói về những sản phẩm Nutrex. Gần đây thì Thế Anh Online cũng thực hiện rất nhiều những combo giảm giá đối với những sản phẩm Nutrex. Thì là một nhà phân phối, anh đánh giá sao về những sản phẩm này? Nói chung là tình duyên thì trâu đi tìm cọc hoặc là cọc tìm trâu, đúng không? Mà Nutrex là tìm tới BBT cách đây năm 2012, tìm một lần rồi. Và lúc đó thì anh cũng còn có những cái dự định, anh nó quan trọng hơn. Anh chưa có nhận lời yêu của Nutrex này, tại vì anh lúc đó anh còn một số đối tác đang trong cái giai đoạn mà cần phải là cho nó ổn định trước đã, nó nên Nutrex anh để lại. Mà anh ấn tượng ở cái dàn Nutrex đó là dàn model team của Nutrex ngày xưa mướt lắm bạn, giờ đỡ rồi chứ xưa mướt lắm. Bạn thấy trong hình tập THOL của anh nó có hình của một cô gái ngày xưa nằm trong Nutrex team đó. Ngày xưa cô ta rất là đẹp, mà giờ anh đánh giá là cô ta giờ thô rồi, anh hết đẹp rồi, anh hết thích rồi. Tập to quá rồi. Anh mà có mở phòng mới không để hình cô ta nữa đâu. Đó, tại vì cô ta giờ trâu quá rồi, thô quá, anh hết thích rồi. Đó, và cái duyên của Nutrex nó tiếp tục đề cập đến anh vào năm ngoái. Đó, năm ngoái anh cảm thấy thôi kệ nó. Nói chung là giờ cưa hoài cũng phải đổ bạn. Đúng không? Mặc dù mình không yêu, cứ tới ngày nào cũng mè nheo hoài, thôi kệ nó chịu luôn. Chịu luôn cho nó xong. Thì cái hãng Nutrex này là một trong cái ngành công nghiệp chính, tức là cái thế mạnh chính của Nutrex là fat burner. Tức là cái chính, cái xương sống của Nutrex là cái dòng fat burner. Nên bạn thấy là Nutrex rất là nhiều fat burner. Lipo chỉ làm đại ca mới thôi, dưới đại ca còn đóng đàn em nữa. Đó, mà tương lai anh cũng rủ rê đàn em về đây cho đông cho vui. Phải chăng vì vậy mà anh đang sử dụng Lipo 6 như một sản phẩm chủ lực trong vấn đề đốt mỡ? Tại không phải là sử dụng chủ lực gì nhưng cả, nhưng mà giờ xét về độ cạnh tranh là không có thằng fat burner nào cạnh tranh nổi với Lipo cả. Anh đương nhiên là anh đang nói những hãng men nha, những hãng mà nó lớn, những tên tuổi mà có độ tin cậy đó, chứ còn mấy hãng mà anh không biết là không nói đó, không có ai cạnh tranh được. Thậm chí Liverpool thì cạnh tranh không nổi, nên anh không có nhập Liverpool về nữa. Một cái cạnh tranh không nổi thì không cần phải nhập, để làm chi, để cho nó tập trung vào một thằng thôi. Tại phát banner đó không phải là ai cũng cần phát banner, ví dụ như 100 người tập 80 người cần phát banner thôi, mà phát banner không nhiêu xíu rồi bạn, không nhiêu xíu à. Đó, mình gọi là mình muôn lần số lượng rất là lớn, nên mình cứ để đó, mình cứ phân phối từ từ, bán từ từ, uống ngon mà. Câu hỏi của một bạn có mã số 12110. Em đang dùng Muscle Infusion Alip vào các buổi thế này, sáng em ăn sáng bình thường, trưa ăn cơm mẹ nấu, 2:30 thì em uống một muỗng infusion, chiều 5:00 ăn cơm mẹ nấu, 5:30 uống Alip, 5:45 tập xong em uống một muỗng rưỡi infusion, 30 phút sau ăn cơm, từ đấy đến khi đi ngủ thì khi đói uống thêm một muỗng infusion, như vậy có hợp lý không? Quá được rồi bạn ơi, bạn uống dầu sang hơn nhiều người rồi bạn, vậy thôi, ngon. Ý thứ hai của bạn là em định hết đợt này sẽ mua combo Nutrex, tức là có thêm Lipo 6. Anh cho em hỏi là em đang tăng cân nhưng không muốn tăng mỡ, thì có dùng thêm Lipo có hợp lý không? Và chèn vào thực đơn như thế nào? Nếu bạn còn đi học hoặc mà đi làm thì bạn dùng Lipo được. Tại vì nó ngoài tác dụng giảm mỡ trong ngày, nó còn tăng độ tập trung tỉnh táo để cho mình hoàn thành tốt sứ mệnh được giao. Còn nếu mà bạn xét thấy mình không có nhu cầu cần phải dùng thì đem tặng. Đúng không? Đâu có bạn mua đâu. Trời ơi, anh làm gì cũng yếu anh hết chứ bạn đem tặng có sao đâu. Thiếu gì người cần. Đúng không? Hoặc là bạn cầm bằng bán rẻ lại, tập làm con buôn đi. Khó gì trời ơi. Thứ ba là em có xay trái cây như mít, chuối, đu đủ để sẵn rồi pha cùng infusion để đỡ ngán. Như vậy có vấn đề gì không? Em cảm ơn anh chị. Bình thường, protein hoàn chỉnh thì bạn cũng pha chung những gì cũng được, đừng pha chung rượu bia được rồi. Câu hỏi của bà cũng đã khép lại cho một hỏi đáp mà ngày hôm nay. Thu Hương và anh Duy Nguyễn xin được phép dừng chương trình tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Nãy giờ nóng quá, ủa sao hết nhanh vậy? Câu hỏi đáp của số 556 của chúng ta hôm nay gồm 5 câu hỏi vẫn như định kỳ.
Trước đây thì chúng ta hay thực hiện hỏi đáp với 10 câu, nhưng mà dạo gần đây thì Thu Hương 8 hơi bị nhiều, cho nên là rút xuống còn có 5 câu à. Một lần quay số hỏi đáp là anh sụp 500 gram nước các bạn. Em quay 4 số tục 2 kg nước mà em còn 8 là 8 kg là nó nhấp luôn đó nha. Câu hỏi của bạn cũng là lời tạm biệt của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video hỏi đáp tiếp theo. Xin thân ái kính chào các bạn. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p. Sau đó, các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.